Hữu Min tỏa sáng giúp Tottenham vượt Man City. Đội bóng thành London leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Everton ở vòng 18. Tối muộn ngày 23 tháng 12 giờ Hà Nội, gà trống có trận đấu nhọc nhằn khi tiếp đón Everton. Đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche trên đà trở lại sau 4 chiến thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh trước Newcastle, Chelsea, Burnley hay Forest. Thực tế, ở cuộc đối đầu tại sân Tottenham, Everton thiếu chút may mắn để giành được điểm. Richarlison mở tỷ số cho Tottenham ngay từ phút thứ 9, sau đó đến lượt Son Heung-min tỏa sáng với pha dứt điểm nhạy cảm ở phút 18. Gà trống sớm dẫn trước 2-0, nhưng kể từ thời điểm đó, Everton mới là đội chơi hay hơn. Đội bóng thành phố càng tung ra tới 18 pha dứt điểm về phía khung thành Tottenham, 8 trúng đích. Song, khâu dứt điểm tiếp tục là vấn đề lớn với Everton mùa này khi Dominic Calvert-Lewin hay các mũi nhọn khác trên hàng công đều vô duyên. Bàn gỡ duy nhất của Andre Gomes phút 82 không đủ để Everton có điểm. Ở giai đoạn 10 phút cuối trận, đội khách tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu may mắn và sự tinh tế trong khâu dứt điểm. Bóng thậm chí chỉ thiếu vài centimet nữa là lăn qua vạch vôi khung thành Tottenham ở phút bù giờ. Trận thua tiếc nuối trên sân Tottenham khiến Everton không thể cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Tottenham vượt Man City để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Gà trống có nhiều hơn Man City 2 điểm nhưng cũng chơi hơn đối thủ một trận. Với cá nhân Son Heung-min, anh có bàn thắng thứ 11 ở ngoại hạng Anh 2023-2024. Tiếp tục bám đuổi Mohamed Salah 12 bàn và Erling Haaland 14 bàn trong cuộc đua của phá lưới giải đấu mùa này. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!